chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi tên là Thành, bên bộ phận thiết kế của công ty cổ phần Isato. Hôm nay chúng tôi gồm có tôi và anh Hóa. Xin chào. Mời anh Hóa giới thiệu cho mọi người đi, mình đang chuẩn bị tới nhà ai. Bây giờ chúng tôi sẽ đến nhà anh Sơn tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hôm nay chúng tôi đến là thiết kế một ngôi biệt thự mái Thái 3 tầng cho nhà anh tại đây. Vậy chúng ta cùng coi quang cảnh đến nhà anh Sơn nhé các bạn nhé. Hôm nay là cũng là một buổi trưa, nay là vẫn không mưa, thật đẹp trời. Bây giờ hiện là đang là hơn 11 giờ, 11 giờ 5. Sáng nay chúng tôi có một chuyến đi công tác xuống Lục Nam, Bắc Giang. Thì chúng tôi sau khi phục vụ xong khách hàng thiết kế thân yêu ở đấy thì chúng tôi sẽ chạy tiến ngay về khu vực xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. Thì từ Lục Nam về Thanh Hà mất 60 cây. Chúng tôi đã đi đường đi qua Chí Linh khá là khó đi. Chúng tôi đi cũng mất tầm 30 phút rồi, hơn 30-40 phút rồi để tới được cái khu vực này. Thì tại Thanh Hà thì các bạn có thể nhìn hai bên đường xung quanh toàn là núi, đặc biệt toàn là đồng ruộng thôi. Lục Nam thì toàn là núi thôi. Đấy, bây giờ trời là 11 giờ hơn và vẫn còn khá là đẹp trời. Xin hẹn gặp quý vị các bạn trong video đến nhà gia chủ. Vâng, và chúng tôi đã đến được cái khu đất nhà gia chủ, nhà bác Khoản, con anh Sơn, bố anh Sơn, sinh năm 1971. Nhà bác tại Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương. Và đây là khu vực khuôn viên khu đất nhà bác. Với nhà bác định xây dựng một ngôi nhà biệt thự mái Thái 3 tầng với diện tích hơn 200 m². Tại lô đất chúng tôi đang muốn giới thiệu với các bạn thì đằng trước mặt tiền là hướng đông nam, thì theo phong thủy do nhà bác sinh năm 1971 nên hướng đông nam không được hợp cho lắm. Đúng rồi, và bác lại hợp hướng đông bắc, thì từ đó chúng tôi sẽ bố trí hướng bếp theo một cái hướng phù hợp để nó sẽ tránh đi cái hướng nhà phạm của bác. Và phía đằng trước nhà là khu vực đường rất là rộng. Xung quanh hai bên mặt tiền đều có hai chiếc cột điện dùng để cấp điện. Hệ thống thoát nước là sẽ được thoát ở phía đằng trước. Đây, phía đằng trước nhà có cái cống 1m2. Đấy, còn đây là khuôn viên khu đất nhà bác. Thì khuôn viên khu đất với chiều dài rộng hơn 23m², 23m, và chiều rộng khu đất là 6m với cả phần lối, chưa tính lối phần đi lại này. Rồi khu đất là khu đất nền đất cũ, nhưng mà dự kiến sẽ làm móng băng, móng cọc. Đây là khu vực đằng sau. Khu vực đằng sau thì có đường phía đằng sau. Đây là khuôn viên mặt tiền của khu đất. Đây là nhà hàng xóm, thì ở phía đằng trước là có một chiếc giếng. Đây, một chiếc giếng nằm sát so với vị trí đất. Đây này. Thì đến lúc thiết kế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ xem xét chiếc giếng này có ảnh hưởng gì đến công trình anh không. Thì xây với diện tích nhà anh là 17m x 5m, giật từ phía dưới lên. Phía bên này xây giáp đất, phía bên trái nhìn từ ngoài vào, phía bên kia để phần lại lối đi lại, giật từ bên dưới lên. Thì 17m là chưa đến cái giếng này đâu. Và hôm nay là 17m3. Ba cái nhà này được. Đấy. Đây là nhà cũ hiện trạng nha anh. Chúng tôi sẽ thiết kế cả nhà cũ hiện trạng và với phần lối đi này vào để kết hợp tạo nên một không gian riêng ở khuôn viên. Rồi mời các bạn tiếp tục xem video khảo sát bằng flycam để nhìn thấy rõ hơn khuôn viên khu đất và tổng thể cùng với phong thủy của ngôi nhà.
coi đất mình. Đấy, em coi. Chiều sâu bên dưới này anh đo là mấy mét nhỉ? Chiều sâu dưới hả? Là 6 mét. Để ngang đúng không? Bên là đấy, thì anh dự kiến xây một ngôi biệt thự vườn mái Thái 3 tầng theo phong cách hiện đại. Anh dự kiến là đặt xây dựng ngôi nhà là sát với cái phần đường này đây đúng không? Giáp bên nhà bà bên này. Kéo lên diện tích phần đường 1 mét đến 5 mét. Đồng thời là sẽ có kiến dây chiến lược của mặt tiền đây, thì mặt tiền khá đẹp, phía trước nhìn ra một con sông.